Xin chào tất cả anh em. Rất nhiều anh em muốn hỏi ép đó chính là chi tiết sổ sứ mệnh. Thì ok, bây giờ chúng ta có rồi anh em ạ. Chưa gì các bạn có thể là đặt ngay sổ sứ mệnh trước và nhận ngay cái bộ trang phục của Anete. Đây là lần đầu tiên anh em ạ. Lần đầu tiên mà đặt trước sổ mà lại nhận ngay được cái bộ trang phục của Anete. Trang phục cấp độ 1 đó chính là của cô nàng Etchit. Ôi trời ơi, gợi cảm lắm luôn anh em ạ. Thần thoại Hy Lạp luôn anh em ơi. Đây là bộ trang phục thần thoại Hy Lạp nha anh em. Ngoại hình quá đẹp luôn. Tiếc là không có hiệu ứng, nhưng không sao. Ngoại hình như vậy là quá đủ rồi anh em ạ. Và ở cấp độ 10 đấy ạ, chúng ta sẽ phải đối đầu một vài vị tướng mà các bạn cần phải chú ý. Đầu tiên, khi mà gà rán gửi đến cho anh em trang phục đấy ạ, thì chắc chắn sẽ có vị tướng tặng free. Và đó chính là kèm theo Etchit. Đó là sự chọn đầu tiên. Anh em có thể cầm Etchit đi solo đường và đi rừng nhanh em, lên cái lối trang bị có đam đấy ạ. Một vợt hay là tiếp cận khép góc các vị tướng chủ lực địch rất là ngon. Ngoài ra chúng ta sẽ được đổi trên 1/3. Đó là gì? Đó là Omega, một con bài đi trợ thủ khép góc. Nói chung là Omega đấy ạ. Em nghĩ rằng nếu các bạn đi team mà có thằng trợ thủ nó hiểu ý mình đấy ạ, thì mới nên pick Omega nhá. Không thì Omega không phải là vị tướng có thể kết hợp tốt đồng đội đâu. Nó cần yêu cầu đồng đội phối kết hợp rất là nhiều. Zimnit thì không phải nói cho anh em ạ. Đây là một con bài có thể đi trợ thủ rất là ngon. Thực sự luôn ấy, đây là con bài khống chế khép góc. Bản thân Ed cũng rất là thích cầm vị tướng Zimnit này. Nó có thể tạo cái lợi thế giao tranh rất là tốt nha anh em. Kể cả giải đấu đấy ạ. Đặc biệt là cái giải đấu của Đài Loan ấy, chúng ta thường gặp rất là nhiều Zimnit khi vị tướng này cầm đi trợ thủ nhá. Ngay từ cấp độ 10 thôi là các bạn đã thấy được các sự lựa chọn rất là ngon gửi đến cho anh em rồi đúng không nào? Nhưng các bạn cần phải chú ý cho Ed một vài điểm như sau. Đầu tiên đấy ạ, Etchit là vị tướng được tặng free. Và đồng dạng, khi các bạn cày sổ đấy ạ, đến cấp độ 20 thì chúng ta nhận được cái bộ trang phục Anete. Còn nếu các bạn nào đặt trước đấy ạ, các bạn sẽ nhận được luôn. Từ khi đặt trước, tức là các bạn bỏ ra 410 quân huy đấy ạ, các bạn sẽ nhận ngay được cái bộ trang phục Anete vĩnh viễn nhá. Đó là một điểm khác biệt mà gà rán gửi đến. Tức là bây giờ đấy ạ, đặt trước là có quyền nhận được cái bộ trang phục cấp độ 20 trước. Thế nó mới đẳng cấp anh em ơi. Ed phải khâm phục cái bọn gà rán này thực sự luôn ấy. Quá là thu hút luôn ấy. So lại thì em vẫn thích cái bộ trang phục Anete hơn. Mặc dù là không phải là thích đi trợ thủ Anete cho lắm. Nhưng quan trọng là đẹp nha anh em. Quan trọng là đẹp. Còn lại mọi thứ chúng ta tính sau. Ok, khi nói về Anete đấy ạ, thì đồng dạng các bạn khi mà cày Anete đến cấp độ 30 đấy ạ, các bạn lại có bộ trang phục và có vị tướng. Đó chính là vị tướng Anete. Nhưng mà một cái điểm em từng nói rồi, Etchit và Anete là hai vị tướng được tặng free. Nên các bạn cần phải đưa ra cho mình các lựa chọn như sau. Thứ nhất, nếu các bạn chưa có tướng đấy ạ, các bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Một là đổi tướng ở sổ, hay là đổi tướng ở phần event tặng free. Ed khuyến cáo anh em là nên tặng free, nhận ở đó. Đó chỉ là cái sự kiện thu thập mảnh nhá. 30 mảnh các bạn sẽ nhận được 1/5 vị tướng Daxi, Aete, Ryoma, Hayate và Etchit. Các bạn nên để dành tướng ở phần rương nhận được. Tại vì sao? Tại vì khi các bạn nhận được các tướng ở các rương như là 10, 30, 40, 50 thì các bạn sẽ đổi lấy cái giấy vé bùa bậc S. Đó, giấy vé bùa bậc S. Đó là thứ mà giúp anh em khi mà mở sổ với 100k đấy ạ, không bao giờ lo là bị không có lời nhá. Ngoài ra chúng ta sẽ được đổi các vị tướng khác như là Preta này. Anh em cần phải nhớ rằng Preta, đây, phi cơ F1 đấy ạ, là bộ trang phục được tặng free. Nhưng có một cái điều thú vị về cái bộ trang phục này đó chính là gà rán không biết là sự cố hay là cố ý như vậy. Tức là cái bộ trang phục đấy ạ, phi cơ F1 hoàn toàn free, lại có hiệu ứng của băng hỏa. Tức là cái bộ trang phục băng hỏa trước kia là được vào đá quý hay sao đây anh em? Đây, anh em nhìn nhá. Đây là hiệu ứng của bộ trang phục băng hỏa nha anh em. Một bộ trang phục bậc S đấy ạ. Đây, trang phục bậc S lại có bộ trang có hiệu ứng. Hàng free lại có hiệu ứng của bộ trang phục bậc S anh em ạ. Sướng chưa, sướng chưa? Nên các bạn khi xem clip này của Ed ạ, hãy mau mau cầm Preta
tận dụng đi, trang phục free mà lại có hiệu ứng của bộ trang phục S. Uầy, ngoại hình nó chất chơi rồi anh em ạ, về lại có hiệu ứng ngon, không gì tuyệt vời bằng. Tranh thủ ý nhá. Ngoài ra chúng ta có thể là đổi thêm vị tướng Payna. Payna là sự chọn không tệ cho anh em, đặc biệt khi anh em mà thích một vị tướng trợ thủ dạng búp. Và khi anh em cày đấy ạ, các bạn cày tiếp lên cấp độ 40 thì các bạn sẽ nhận được 3 cái bộ trang phục. Thực sự 3 bộ trang phục này S không ưng ý cho lắm. Đầu tiên là Lumua, cự thần viết cổ. Nếu mà trí nhớ của S không nhầm đấy ạ, đây là cái bộ trang phục 39 quân huy phải không ta? Tức là các bạn chỉ cần bỏ ra 20k thì các bạn sẽ nhận được các bộ trang phục như là Lumua, cự thần viễn cổ và các bộ trang phục mà S chuẩn bị kể ra đây, thì S nghĩ rằng gần như tất cả anh em được có rồi. Tiếp theo đó chính là một vị tướng Arum. À sorry anh em vào nhầm, Arum, bộ trang phục của Thái Lan, linh tượng phụ nữ. Bậc S đấy anh em, ghi là bậc S đấy. Nhưng mà S không nhớ không nhầm là cái bộ trang phục này trước là được giảm giá, giống hệt cái bộ trang phục mà vừa rồi S giới thiệu cho anh em đấy. Nhưng mà không phải buồn anh em ạ, cho dù anh em có rồi đấy ạ, thì chúng ta lấy gì? Chúng ta lấy vé bùa bậc S cơ mà anh em. Mặc dù dạo gần đây thì gà rán không ra mấy cái bộ trang phục vào vòng quay vé bùa ngon cho lắm, nhưng mà vẫn lời anh em ạ, cứ lời cơ. Còn đây là cái bộ trang phục tà linh trước 39 huy phải không anh em? S nhớ không nhầm mà. Xem ra là vừa khen được một chút nhưng mà S cảm thấy là gà rán hơi bị củ chuối đấy. Tướng ấy, tướng thì có S cheat và AT để tặng free rồi, thì bây giờ vào sổ lại tặng free tiếp. Mấy cái bộ trang phục này gần như là toàn một cái bộ trang phục rẻ mà thôi. Đến cấp độ 50 đấy thì chúng ta sẽ nhận được tướng, mà tướng lần này là cũng khá là ok đấy nha anh em. Đó là gì? Đó là vị tướng Quy, quái vật ba đầu. Quy làm con bài đi rừng, đi sâu đường rất là ok nha anh em. Đường tà thần á, anh em mà ghét mấy con bài kiểu kỹ năng như floor đấy ạ, thích thì cầm Quy thôi anh em, vả luôn xem thằng nào sợ thằng nào. Đó là lý do vì sao mà Quy ở giải đấu khá thường xuyên xuất hiện nha anh em, gặp là bụp thôi. Rồi đến một vị tướng mà chúng ta không thể bỏ qua, Airi. Airi cô nàng này đã chuyển hẳn sang đó chính là dạng sát thủ rồi anh em ạ. Chúng ta lên đam cho Airi để tạo ra pha vết mạng các kiểu. Và đương nhiên rồi, Airi chúng ta cầm đi sâu đường và cầm đi rừng nha anh em. Tâm điểm của chúng ta, Laurel. Đồng dạng có trang phục là và có tướng cho anh em. Bây giờ tặng bộ trang phục cấp 60 mà lại không có tướng, bắt người chơi đấy ạ, và phải mua tướng thì nó hơi củ chuối. Nên Laurel của chúng ta sẽ được tặng tướng free nha anh em. Bạn nào chưa có đấy ạ, có thể đổi để khi mà các bạn có bộ trang phục Laurel tiệc bãi biển đấy ạ, thì các bạn sẽ đổi ngay. Anh em thấy đấy, cái sổ đợt này khá là ok chứ. Chút S sẽ gửi đến cho anh em trên là vòng quay sổ và phân tích một chút nhá. Đây anh em, và khi các bạn đạt cấp độ 60 đấy ạ, thì cái phần quà tuyệt vời nhất các bạn mong chờ nhất đó chính là Laurel. Nhưng mà S phải nói thật với anh em là quảng cáo nó xa thực tế quá anh em ạ. Đây, quảng cáo nó hay thế mà vào đây chẳng khác là cái con cá cờ. Cá cờ là cá gì thì anh em lên mạng search nha, đừng có nghĩ bậy linh tinh nhá. Mấy ông không biết lại tưởng nghĩ bậy đấy. Anh em thấy không, cái nội tại đấy ạ. Đấy, cái nội tại. Cái nội tại chất chơi chứ anh em. Anh em chú ý cái nội tại trên đầu kẻ địch nhá. Đó, cái nội tại rất đẹp luôn ạ. Nhưng mà S ghét ở đây là cái ngoại hình nó không được như quảng cáo anh em hiểu không. Quảng cáo nó nhìn to tròn mọng nước các kiểu như vậy mà, một cái tâm hồn đẹp như vậy cơ mà, bây giờ vào thực tế nó lại không được như mong đợi, hơi buồn. Nhưng sao đây các bạn, hãy chuẩn bị cho mình các điều cần biết. Và liệu các bạn có muốn cái vòng quay sổ số mệnh hay không? Vòng quay sổ số mệnh đợt này đấy, nói chung là cũng có các vị, cũng có trang phục khá là ngon đấy, kiểu quốc dân đấy, như là Ngộ Khá Chẩu. Anh không nhớ không nhầm thì cái bộ trang phục này trước bán 300-400 quân huy phải không ta? Hay là trong sự kiện nhở? Anh không nhớ rồi, hình như là trong sự kiện hay sao ấy. Một cái bộ trang phục có hiệu ứng nha anh em, đập khá là phê đấy. Nói chung là Ngộ Không thì em vẫn thích đập kiểu nhân phẩm anh em. Kiểu ai mà chẳng muốn là khi đập nó cái chí mạng nổ rôm rốp. Trời ơi, cảm giác nó phê lắm anh em ạ. Nó phê các vị tướng khác nhiều.
Rồi đó chính là Ngộ Khá Chầu. Và một cái bộ trang phục kế tiếp, Moren, anh thợ điện nha anh em. Không phải đâu anh em, đó chính là lính cứu hỏa thôi. Tuyệt vời anh em ơi. Cuối cùng S đã có một cái bộ trang phục có thể đổi được rồi. Đó chính là Moren. S chưa có anh em ạ. Cái bộ trang phục này S chưa có. Cuối cùng có một cái bộ trang phục S có thể đổi được. Và mong chờ. Có nhiều anh em muốn S làm về event tặng sổ số mệnh free như các đợt trước. Nhưng mà một cái vấn đề S đang gặp phải chính là fanpage của Trải Nghiệm Game hiện tại đang bị khóa và đang kháng cáo đợi lấy lại. Tất cả fanpage hiện tại ở trên Facebook đã đều là fanpage giả mạo nhá. Các bạn đừng để bị lừa. Thì S không biết là nếu làm event cho anh em thì S nên làm event ở đâu ta? Làm event ở trên fanpage Facebook hay là làm event ở trên YouTube? Các bạn hãy comment nghe nhé. Đừng quên like và share. Càng nhiều like và share đấy ạ, sẽ tạo động lực cho S làm event free cho anh em. Tặng free như mọi khi đấy anh em. Nhưng mà việc làm event ở trên Facebook hay là trên YouTube thì các bạn nhớ comment nhá, để cho S biết được xem anh em muốn làm trên YouTube hay làm trên Facebook cho đơn giản. Đó là các bộ trang phục cùng các vị tướng mà các bạn sẽ nhận được ở trong sổ số mệnh mùa 19 này. Các bạn đánh giá sao? Đừng quên like, share. Và nếu các bạn có nhu cầu mua nick đấy ạ, lên ngay shop, lên ngay tngshop.vn thì nó chuẩn hơn, tại vì vừa đổi mấy anh em. Like, share ngay đi anh em ơi. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.